thứ sáu như mọi khi là vẫn có hương vị tình thân đấy, buồn lắm, cả tuần nay không có xem rồi. Hết hương vị tình thân rồi, buồn quá. Ôi anh cũng đang rất buồn đây, kiểu đang thành thói quen ấy. Mình xem cũng phải đến mấy tháng nay rồi, phát sóng từ tháng 4 đúng không nhỉ, từ tháng 4 6 7 tháng. Nó như là một cái thói quen, như một món ăn tinh thần rất là quen thuộc và gần như là ngày nào mình cũng xem. Cái đặc thù của phim trên VTV1 là ngày nào cũng được xem trừ thứ bảy chủ nhật. Thành ra là đúng là nó khi mà hết phim thì thật sự là mình cũng cảm thấy rất là hụt hẫng. Phải mất một thời gian đấy, chắc phải mất một thời gian nữa mới quen được. Anh mặc quần áo trong phim. Đúng rồi em. Chính xác, bộ này là anh mặc trong phim. Bộ này mặc của phần 2. Của phần 2. Cũng có lẽ là do chắc chưa thoát vai được. Chưa thoát vai được, cho nên là vẫn cứ mặc cả trang phục trong phim luôn. Đầu tóc cũng giống luôn. Tóc này là tóc của phần 1. Thực ra thì Trường cũng rất là thích thích cái tạo hình của nhân vật Long. Thành ra là có lẽ có thể một thời gian tới Trường cũng sẽ vẫn cứ tạo hình như này thôi. Đằng nào cũng chưa nhận dự án mới mà. Anh có phim gì mới không à? Chưa. Có lẽ sau hơi bị tình thân chắc là phải nghỉ ngơi một thời gian đã, bởi vì là phải đến hơn một năm qua, ngoài phim Hương Vị Tình Thân ra thì trước đấy cũng mấy dự án anh làm cũng bị liên miên rồi, từ Tình Yêu Tham Vọng, xong Sinh Tử. Tình Yêu Tham Vọng, Sinh Tử là quay cũng gần như là song song với nhau. Xong rồi ngay tiếp đấy thì vừa mới kết thúc xong thì lại vào Hồ Sơ Cá Sấu, rồi đến khi mà chưa hết Hồ Sơ Cá Sấu thì đã vào Hương Vị Tình Thân rồi, cho nên là cũng phải liên miên đến 2-3 năm nay rồi. Cho nên chắc cũng phải có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi.